Hello everyone, welcome back to my channel. Cái clip này thì mình sẽ chơi thử lại 12 game. Các bạn cùng mình khám phá game đầu tiên nha. Stickman X Cap Line. Let's go. Ok, mình sẽ chọn cái bật lửa này. Xem như thế nào. Wow, cháy cả tòa nhà luôn. Ok, let's go. Tiếp tục nào. Ok, hai trang này mở cửa. Sau đó thì mình sẽ đi sang bên phải đây. Buffer. Ok, let's go. Let's go. Wow. Ok, lại con này. Rồi, let's go. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tựa game thứ hai, Bow Smarter. Player 1, choose. Let's go. Wow, hơi cao. Cái này tầm khoảng 9 là đẹp. Anh ta ném phát đi. Trúng rồi, mày thật. Finish him. Let's go. Player 1, choose. Anh chàng này cũng đang ở dưới. Mình cũng ở dưới à. 40, 13 đây. Hơi cao. Ok. Xảy ra. Wow, anh ta ném vẫn trúng luôn. Anh chàng này gọi là ném là ngơ luôn à. Ok, let's go. Tiếp tục số 14. Fatality. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tên thứ 3, M.R. Smith. Đây là một tựa game kinh dị rất là hay và hot trong những tháng vừa qua. Và đây, let's go. Tựa game này thì các bạn phải hóa thân là một chàng trai, sau đó thì sẽ vào cứu một cô gái ở trong bức ảnh này. Thì đầu tiên thì các bạn sẽ có một khẩu súng, và khẩu súng này chỉ có một viên thôi. Và các bạn sẽ đột nhập vào nhóm ta, sau đó thì các bạn sẽ phải đi tìm những chiếc chìa khóa và để cứu thoát của ta thoát khỏi ngôi nhà là của ông M.R. Smith này. Một ông bán thịt heo nhưng mà lại rất là hung dữ. Rồi, ok, bây giờ thì mình sẽ đi ra cửa sau.
Let's go. Rồi mình sẽ mở xuống đây xem có một cái chiếc chìa khóa nào không. Thì một chiếc chìa khóa này. Ok, mở cánh cửa luôn. Đây có một chiếc kìm này. Và đây là chiếc chìa khóa để mở cửa sau, cửa hình cây. Let's go. Cả cây. Mã cốt ở đây. Let's go. Sau đó thì mình sẽ tháo hai thanh gỗ này ra tiếp. Ok, let's go. Lên trên này xem có một cái búa được không. Đây rồi, hammer. Ông ta thì có nuôi một con lợn rất là hung dữ luôn. Và con lợn đó đang nằm ở trong đây, trong khu loài. Mình sẽ không ngó đến con đấy, bởi vì con đấy rất là to và hung dữ. Rau cây. Let's go. Rồi mình sẽ cắt những sợi dây điện ở trong này. Ok, let's go. Và một sợi dây điện ở bên cửa này nữa. Ok, let's go. Marcos. Rồi và còn một chiếc chìa khóa màu blue cây nữa là xong. Đó là màu xanh da trời.
Ok, let's go. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Ok, let's go. Tiếp tục mình sẽ phải cắt đôi cái này đi. Ok. Hẳn đi cho anh ta rơi xuống luôn. Ok, được rồi. Wow wow wow, mày không bị gì, không biết anh ta có chết luôn không. Anh ta vẫn chưa chết. Hoặc là phải nặng hơn. Ok, mình sẽ đợi xem. Nếu ta không chết thì mình phải dùng phương án này. Ok, let's go. Chéo luôn để cho nó bay lên. Xem có đưa anh ta đi ra ngoài không. Mình lại phải cắt chéo lần nữa. Ok, cho anh ta xuống luôn. Let's go. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ 5. Ok, let's go. Welcome back, friend. Hey, I can see my house. This is gonna be so much fun. Ok, let's go. What, you wanna come?
Okay, let's go, let's go. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái game tiếp theo. Boots and Moon. Let's go. Từ game này mới update, không biết nó update cái gì đây. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ phải nâng cấp. Sẽ nâng cấp cái gì nào? Nâng cấp tốc độ đi. Tiếp tục mấy cái này. Ok, let's go. Rồi, bắn thôi. Toàn những nhân vật rất là khổng lồ luôn. Đông thật. Mình sẽ phải bắn liên tục. Tiếp tục nào. Yeah, ok. Let's go. Rồi mình sẽ đi đường bên này. Vừa đi vừa bắn. Let's go. Oh, sai kìa. Ok, let's go. Rồi. Let's go, baby. Okay, let's go. Combo. Okay. Rất là đông luôn. Wow. Đường rất là xa, từ 16 đến 20. Wow. Tiếp tục nào. Let's go. Ăn cái này xem. Được cái gì không? Được tốc độ. Một anh khổng lồ. Ok. Let's go. Mình phải bắn liên tục, không là sẽ chết ngay. Anh tím rất chạy rất là nhanh. Độ cao. Let's go. Rồi, bắt đầu đột nhập vào trong. Chuẩn bị có một đối rất là nhiều luôn. Mấy trăm nghìn quân lính. Ok. Let's go. Let's go. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái game tiếp theo, Vietnam Bra. Let's go. Ok, mình vẫn chưa đủ để nâng cấp cho các cho nhân vật này nên được cấp 6. Nếu mà lên được cấp 6 thì rất là khỏe luôn các bạn. Let's go. Wow, toàn bom bom thôi. Mình toàn ném bom. Mình toàn ném bom thì mình ném cái này. Rất là đau luôn.
Oh my god. Anh chàng này cũng có vẻ rất là thông minh. Oh my god. Giỏi, anh ta rất là giỏi luôn. Ở rồi mình cứ tưởng là mình sẽ vứt được cái trái bom về cho anh ta. Ai ngờ thì anh ta đã nhắm được lại. Oh my god. Thua rồi. Chết rồi. Wow. Mình mới phá được một trụ thôi. Anh ta phá luôn ba trụ luôn. Oh my god. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo. MR Stick. Let's go. Okay, let's go. Ready, go! Wow, rất là đông luôn. Không cẩn thận là mình sẽ chết ngay. Let's go. Legendary. Victory. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Maros Bullets. Let's go. Mở lên. Ok, let's go. Bazooka. Đây là một khẩu súng rất là to. Không được, mình phải bắn kiểu này. Wow, wow, tiếp tục.
Okay, let's go. No. Okay. Let's go. Vào đây một chút nữa. Sâu vào một chút nữa. Ok. Không được. Phải nhanh hơn một chút nữa. Vậy thử cái này vào đây. Ok. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Hotel Tiran. Let's go. Ok, lần này thì mình sẽ cố gắng được 3 sao. Được cả luôn 1 phút 50 giây. Cố gắng nhá. Ok, let's go. Sẽ không đi linh tinh tham nữa. Chạy thật nhanh. Gian không? Let's go. Nhanh thôi. Ok, let's go. Vừa đủ thời gian. Thừa mất khoảng 6 giây. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Maraski. Let's go. Boss rồi. Let's go, tiếp tục. Let's go. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tiếp theo. Chơi qua thì mình sau. Let's go. Một anh zombie chui từ trong bánh cưới chui ra.
Và bây giờ thì mình sẽ tua lại thời gian, sau đó thì mình sẽ phần xăm lại cho anh chàng này. Một hình xăm thật là đáng sợ luôn. Hai đôi đang yêu nhau giữa trời mưa. Mình xin phép dừng clip tại đây, hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.